Sự ra đi của Thủ tướng Anh Liz Truss sau 6 tuần cầm quyền đã gây ra sóng gió không nhỏ trong chính nội bộ của đảng bảo thủ và với nước Anh. Bà Truss dứt áo ra đi khi những lời hứa đưa nước Anh trở lại thời kỳ thịnh vượng vẫn đang còn gian dở. Sau động thái bất ngờ của nữ thủ tướng, cuộc đua mới dành cho vị trí lãnh đạo lại bắt đầu với các ứng viên tiềm năng. Một trong những ứng cử viên đó là cựu thủ tướng Anh Boris Johnson. Tuy nhiên, đảng bảo thủ đã phản ứng trái chiều trước thông tin ông Johnson quay lại tranh cử. Một nhóm gồm những thành viên của đảng Cộng Hòa chống đối ông Johnson cho biết họ có thể từ chức khỏi đảng nếu cựu thủ tướng Anh lãnh đạo trở lại. Những nghị sĩ khác nói rằng ông Johnson sẽ khó thông qua luật tại quốc hội khi có nhiều người chống đối. Nghị sĩ đảng bảo thủ Roger Gale ngày 22 tháng 10 nói rằng ông sẽ từ chức trong đảng nếu ông Johnson tái đắc cử thủ tướng một vài nghị sĩ khác cảnh báo vì ông Johnson đắc cử có thể dẫn đến một đợt tổng tuyển cử sớm và đó sẽ là dấu chấm hết cho đảng bảo thủ khi các nghị sĩ chia rẽ. một số thành viên khác của đảng dẫn việc ông Johnson đã bị điều tra về bê bối Barrtigate, ám chỉ việc ông tổ chức tiệc trong thời điểm giãn cách xã hội là nguyên nhân không thể chấp nhận ông làm lãnh đạo. David Frost, người thân cận với ông Johnson và là cựu trưởng đoàn đàm phán Brexit cũng kêu gọi đồng nghiệp ở Hạ viện ủng hộ ông Rishi Sunak. Ông Frost nói, Boris Johnson sẽ luôn là anh hùng trong cuộc Brexit, nhưng chúng ta phải bước tiếp, đơn giản là không thể lặp lại hỗn loạn của năm trước. Đảng bảo thủ phải ủng hộ nhà lãnh đạo có năng lực truyền tải nghị trình của đảng, đó là Rishi Sunak. Đội ngũ của ông Johnson vào ngày 22 tháng 10 tuyên bố cựu thủ tướng Anh đã được 100 nghị sĩ đề cử cho cuộc đua vị trí lãnh đạo chính phủ, dù chỉ mới có 55 người công khai ủng hộ ông. Các khảo sát dự báo ông Johnson nhiều khả năng sẽ nhận đủ 100 đề cử từ Đảng bảo thủ để đủ điều kiện bước vào vòng tiếp theo đối đầu với cựu bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak.